Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh em rút tiền cái đồng BET1 này về tài khoản tất cả anh em. Thì trên kênh mình trước đây đã từng giới thiệu cái đồng BET này hiện tại giá rất thấp. Đầu tiên em đi chào ba chú gạch và bấm nút đổi. Trước kia thì một BET thì 100 BET có thể anh em có thể đổi được 20 đô. Còn bây giờ 100 đồng BET anh em đổi được khoảng 0,7 đô. Thì rất là thấp nha. Rồi anh em muốn bán đây có hai mục nữa các anh em. Mình hướng dẫn anh em này. Rồi anh em bấm nút sell nè, nút buy thì bán, nút sell là nút buy là mua, nút sell là bán nha tất cả anh em. Vì giờ phim mình nói chuyện lớn không được, anh em bấm dạy nút sell anh em. Anh em chạy chút máy mình nó hơi chậm chút xíu anh em. Sell đâu ta? Nhảy đâu không? Rồi anh em, thì anh em nhập cái số đồng bet của mình vô đây anh em. Dòng đầu thì anh em nhập cái số đồng bet này vô, dòng thứ hai thì anh em nhập nhập giá vô tất cả anh em. Giá thì trên đây thường thường như đây nè, những người ta mua nè, anh em nhập giá vô rồi thì anh em bấm nút sell anh em. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển đổi bán nội bộ cho anh em. Anh em viết cho ba dấu gạch nè, anh em chờ chút nha. Anh em nhớ like và subscribe mình cái nhà, mình cảm ơn tất cả các anh em là nhiều. Rồi anh em bấm nút balance nè. Gì ta? Tôi nhân ra ta. Kỳ ta. Anh em bấm nút đổi nè. Bây giờ giao diện chính của tất cả anh em á. Cái máy này nó lóc diện tàu lao. Hai đăng các này. Anh em nắm bấm vào một cân bằng này anh em, là anh em hướng dẫn mình bán cho anh em bán nội bộ nha. Bán từ người này sang người khác anh em thì phan anh em lướt qua, anh em bấm vào nút withdraw là ví dụ như là mình mua của tất cả anh em nha, mình dán bát cái địa chỉ này cho gửi cho anh em còn anh em thì bấm vào một cục tiền tất cả anh em. Rồi anh em chỉ việc là nhập giới hạn đã rút nè, anh em chỉ nhập số bet của tất cả anh em vô đây nha. Mà thường thường anh em chuyển là min rút là 150 bet, anh em nào có 100 bet thì anh em cố gắng tuyển thêm một ghép nữa thôi anh em. Rồi rồi anh em bấm vào tiếp tục anh em. Rồi vậy là ok, bấm vào tiếp tục là anh em mà nhập mã bỏ mặt 23 vô là ok anh em. Vậy video mình hướng dẫn mua bán anh em đây thì cũng đã kết thúc. Anh em nào muốn bán cho mình thì mình liên hệ với mình sẽ thu mua cái đồng bet này trên giá dưới kênh của mình tất cả anh em. Thì mình thu mua cho tất cả anh em đấy. Mọi thắc mắc gì thì anh em liên hệ với mình qua số Zalo. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn anh em vào những kèo tiếp theo của mình. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha.